Hello anh em. Hôm nay mặt hàng em sẽ giới thiệu tới cho các anh em đó là cám dành cho chim hút mật. Trên màn hình anh em có thấy á, thì có cám tô huyết và cám gia kiệm, tô huyết lưu, còn một số dòng tô huyết nữa nhưng mà hết hàng rồi. Còn có tô huyết lưu. Còn tồn một ít hàng thì đưa anh đây giới thiệu xả lỗ cho anh em luôn. Thì với cái video này thì em báo cho báo giá cho các anh em ở tiệm là chính ha. Còn anh em mua lẻ thì liên hệ tới cái số điện thoại ở trên màn hình này anh em. Đó. Anh em kết bạn Zalo cho nó tiết kiệm chi phí ha. Rồi gửi hình ảnh cho nó dễ dàng. Thì anh em cứ kết bạn Zalo qua cái số đó 0378991499 đó. Xì nè dinh dưỡng và phụ kiện cho chim hút mật. Thì đây như trên màn hình anh em có thể thấy hai dòng cám này là xuất xứ của nó đều là từ Đồng Nai ha. Anh em Đồng Nai chơi chim rất là mạnh. Thì hai dòng cám này được ví như là hai dòng cám siêu bình dân, rất là rẻ và có tuổi đời cũng khá là lâu nên là được anh em rất là tin dùng. Thì các anh em mà nuôi chim bổi ấy, thì rất là tin dùng dòng cám gia kiệm ha, rẻ và chất lượng. Tức là khi mà anh em cột bổi ấy, vào cám thì sử dụng cái dòng cám gia kiệm thì cái tỷ lệ hẹo nó ít hơn. Có cái cám cám bột nữa nhưng mà cũng hết hàng luôn. Để bữa nào em giới thiệu cho anh em ha. Bữa này có cái gì chơi cái đó vậy. Thì cám gia kiệm bên em đang bán là 15.500 đồng của một gói. Nếu như anh em mua từ 50 gói trở lên ha. Mua từ 50 gói trở lên thì sẽ là 15.500 đồng. Còn mua 100 gói thì 14.500 đồng, rẻ hơn được 1.000 đồng. Đó là cám gia kiệm ha. Đó là giá sỉ cho các anh em mua số lượng nhiều. Còn anh em mà mua một gói hay 50 gói thì liên hệ số điện thoại nhé. Em sẽ báo giá cụ thể. Giá nó cũng chỉ nhích lên chút xíu thôi. Còn cám tô huyết lưu thì bên em nó còn giá là còn rẻ khủng khiếp hơn nữa. Mua 50 gói là chỉ có 13.000 thôi. Còn mua 100 gói thì chỉ có 12.000 đồng cùng một gói tô huyết lưu. Giá siêu rẻ đúng không anh em? Làm gì có dòng cám nào 12 13.000 đồng một gói. 12 13 ngàn đó là giá của anh em tiệm ha. Còn anh em nào mà mua nó mua về xài ấy, mua một hai hay mua vài gói thì anh em có thể là liên hệ số điện thoại để mình báo cái giá nó cụ thể hơn, nó chỉ nhích lên chút xíu thôi. Hoặc là anh em có thể là mua 20 gói thì sẽ được miễn ship. Nếu như mà anh em kêu là tôi anh nuôi ít lắm, mua 20 gói sao sao mà nuôi sao mà cho ăn hết được, thì em đã có cách cho anh em ha. Anh em sẽ đặt thêm cái chiếc lồng huyền thoại này, lồng kẽm nhúng nhựa nha anh em, bao đâm bao đụng không bao giờ hư lồng. Chim nó có đâm đến con chim hút mật của anh em đâm mỏi đầu mỏi mỏi cánh luôn, nó cũng không thể nào mà chày cái lồng được này, lồng này nha anh em. 55.000 cùng một chiếc lồng. Mua kèm theo cám thì sẽ được miễn ship cho cái đơn hàng đó. Còn nếu anh em nào mà mua lồng không á thì phải 10 đến 20 chiếc thì mới được miễn ship. Còn 5 chiếc thì vẫn tính ship ha. Còn nếu như mà mua cả lồng và cám thì đương nhiên là sẽ được miễn ship rồi. Anh em thấy cuốn không ạ? Nếu như anh em mà mua 20 lồng hoặc là mua số lượng nhiều nhiều á thì bên em sẽ có cái chương trình là tặng cống ăn nha.
tổng cống ăn cống đựng cám cho chim hút mật á. À, rất là nhiều chương trình hot, anh em đừng ngần ngại, hãy nhấc điện thoại lên và gọi số 037 899 1499 để anh em mình giao lưu, báo giá, biết đâu anh em mình có duyên với nhau thì lại hợp tác thôi. Cảm ơn anh em, chào anh em.